phút lắng động lời Chúa, thứ tư tuần thứ nhất thường niên, Marco chương 1 câu 29 tới câu 39. Lời Chúa: Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ. Marco chương 1 câu 33. Câu chuyện minh họa: Hai ông cháu đi dạo trên hè phố, họ đến cạnh hàng rào hoa hồng rất đẹp. Cô bé thở nhẹ nói: Nội ơi, nội có thể ngửi những bông hoa hồng này, chúng rất thơm phải không? Rồi hai ông cháu nghe giọng nói của một bà từ mái hiên vọng ra: Cứ làm tất cả những gì các bạn muốn. Hai ông cháu ngắt một bông hoa rồi cảm ơn bà và khen luống hoa thật đẹp. Bà nói: Tôi trồng những bông hoa hồng này với mục đích là để những người khác được hạnh phúc. Tôi không trông thấy họ, tôi mù. Suy niệm: Chúa Giêsu trao cho chúng ta sứ mệnh cao cả là loan báo tin mừng. Thế nhưng một điều không kém quan trọng, đó là sự chạnh lòng thương và nhạy cảm trước những khó khăn và đau khổ của người khác. Để làm được điều đó, đòi ta phải hy sinh, mất nhiều thời gian, sức khỏe, chịu thiệt thòi. Chúa Giêsu đã không tính toán khi đã làm một phép lạ chữa bệnh trừ quỷ, vì nơi Ngài chứa chan tình yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con biết chạnh lòng thương trước những anh chị em đang cần đến con.